Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Vì Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kim Phượng cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Lược thuật các tin chính trong ngày hôm nay của chúng tôi. Thách thức tòa thánh, các giám mục Đức tổ chức buổi chúc lành cho các kết hiệp đồng tính lớn nhất vào ngày 10 tháng 5. Các nhà lập pháp Đức cân nhắc việc chấm dứt chi tiền cho các giáo hội. Thiếu nữ giàu có bỏ đi tu. Sau đây là phần tin chi tiết cùng các tin khác. Thách thức tòa thánh, các giám mục Đức tổ chức buổi chúc lành cho các kết hiệp đồng tính lớn nhất vào ngày 10 tháng 5. Tiếp tục công khai thách thức Vatican, một số nhà lãnh đạo công giáo ở Đức đang công khai ủng hộ việc chúc lành cho các cặp đồng tính, với một buổi lễ chúc lành lớn nhất thế giới được lên lịch trình vào ngày 10 tháng 5. Buổi lễ chúc lành này được dàn dựng như một hình thức trực tiếp chống báng Bộ Giáo lý Đức tin. Giám mục Franz Josef Overberg của Essen nói rằng, các linh mục trong giáo phận của Ngài sẽ không chịu hậu quả giáo luật nào nếu họ quyết định chúc lành cho các cặp đồng tính nam và đồng tính nữ vào tháng tới, như một phần của biến cố mang tên Tình yêu chiến thắng, buổi chúc lành cho các cặp yêu nhau. Tuy nhiên, trang web tổ chức chiến dịch chưa nêu cụ thể bất cứ buổi chúc lành công khai nào trong giáo phận của Ngài sẽ diễn ra vào ngày 10 tháng 5 hoặc khoảng ngày đó. Nhận xét của giám mục Franz Josef Overberg được đưa ra trong một cuộc phỏng vấn với WDR vào đầu tuần này và theo sau những lời bình luận của Ngài về lễ phục sinh khi Ngài lập luận rằng có rất nhiều buổi chúc lành cho các cặp đồng tính ở Đức. Ngài cũng nói rằng giáo hội công giáo không cần phải từ chối những người đồng tính, nhưng tìm cách để những người đồng tính có thể chung sống với nhau. Lập trường của Đức Cha đối lập trực tiếp với tuyên bố do Bộ Giáo lý Đức tin của Vatican đưa ra ngày 15 tháng 3 với sự chấp thuận của Đức Giáo Hoàng. Văn kiện trên về mặt kỹ thuật là một câu trả lời cho một câu hỏi đặt ra cho Bộ Giáo lý Đức tin, lập luận rằng giáo hội không thể làm như vậy bởi vì Thiên Chúa không chúc lành cho tội lỗi. Trong số các giáo phẩm cao cấp của Đức ủng hộ câu trả lời của Bộ Giáo lý Đức tin, có Đức Hồng Y Rainer Maria Wernke, Tổng Giám mục Köln, Đức Giám mục Stephen Berger của Freiburg và Đức Giám mục Rudolf Wunderholzer của Regensburg. Tình yêu chiến thắng, tình yêu là một ơn phúc. Trang web viết như thế về buổi chúc lành các cặp đồng tính vào ngày 10 tháng 5. Những người yêu nhau thật có phúc. Vào ngày 10 tháng 5 năm 2021, chúng tôi mời bạn đến từ nhiều nơi khác nhau ở Đức để dự các buổi chúc lành. Chúng tôi không muốn loại trừ bất cứ ai. Chúng tôi tôn vinh sự đa dạng trong các kế hoạch sống và câu chuyện tình yêu khác nhau của người ta và cầu xin sự chúc lành của Thiên Chúa. Không có bất cứ bí mật nào. Trên trang này, bạn sẽ tìm thấy các buổi lễ diễn ra và bạn có thể đăng ký dự một buổi lễ và gửi cho chúng tôi một lời chúc. Các nhà tổ chức cũng yêu cầu rằng vào ngày hôm đó, những người công giáo ở Đức sử dụng các biểu tượng sáng tạo để hiển thị việc có biết bao người trong giáo hội ghi nhận sự đa dạng đầy màu sắc của các kế hoạch sống và những câu chuyện tình yêu khác nhau của người ta như một sự phong phú và một phước lành. Các nhà lập pháp Đức cân nhắc việc chấm dứt chi tiền cho các giáo hội. Hạ viện Đức đang xem xét việc chấm dứt các khoản thanh toán của nhà nước cho hai giáo hội lớn nhất quốc gia. Các nhà thờ công giáo và tin lành đã nhận được tổng số tiền hơn 650 triệu đô la vào năm 2020. Hãng tin công giáo Đức KNA cho biết tại một phiên điều trần ở Ủy ban Nội vụ của Bundestag hay Hạ viện Đức, các dân biểu hoan nghênh ý định của Đảng Dân Chủ Tự Do đối lập, Đảng Xanh và Đảng Cánh Tả và chỉ ra rằng nó phù hợp với quy định của Hiến pháp bãi bỏ các khoản thanh toán vốn có từ thế kỷ 19. Ngược lại, một số chuyên gia pháp lý cho rằng một dự luật này là vi hiến. Dự luật nhằm mục đích tạo ra các khuôn khổ cần thiết cho các thỏa thuận giữa liên bang và các giáo phận công giáo cũng như các nhà thờ tin lành. Hầu hết các khoản thanh toán của nhà nước đã có từ năm 1803.
Thiếu nữ giàu có bỏ đi tù. Trên Bateos, ngày 9 tháng 4, cha Matthew P. Schneider có bài tường thuật về một ơn gọi đặc biệt trong thời đại xô bồ hiện nay. Đó là trường hợp Montserrat Medina Martinez, một thiếu nữ Tây Ban Nha. Cô thành công rất sớm trên đường đời. Ở tuổi 30, cô sáng lập một công ty được giới kinh doanh mệnh danh là công ty khởi nghiệp. Theo từ điển mở Wikipedia, công ty khởi nghiệp là một công ty hoặc dự án do một doanh nhân thực hiện nhằm tìm kiếm, phát triển và chứng thực một mô hình kinh tế có khả năng quy mô lớn. Công ty của Medina đang lên như diều trong lĩnh vực kinh doanh tại Tây Ban Nha. Dù mới 36 tuổi, nhưng cô đã đi từ thành công này đến thành công khác trong sự nghiệp. Với học bổng từ Stanford, cô đã tạo ra một công ty khởi nghiệp ở thung lũng Silicon, mà sau đó cô đã bán cho PayPal với giá vài triệu đô la. Và dù còn trẻ, nhưng cô đã được ký hợp đồng với tư cách là đối tác của công ty kế toán thời danh Deloitte. Danh tiếng, tiền bạc, nổi tiếng quốc tế. Cô có tất cả mọi thứ, ngoại trừ hạnh phúc. Sau một thời gian phân định, cô thấy Chúa đang kêu gọi cô sử dụng tài năng của mình một cách khác. Cô quyết định bỏ mọi thứ và vào một tu viện dòng thánh Augustino với tư cách là một nữ tù chiêm niệm. Cô đã thổ lộ cõi lòng trong một bức thư và giải thích quá trình dẫn cô đến tu viện với các đối tác của cô tại Deloitte. Người ta có thể tưởng tượng phản ứng của họ sẽ ra sao. Montserrat tốt nghiệp ngành kỹ sư hàng không, hạng danh dự. Ngay sau đó, Stanford đã cung cấp cho cô một học bổng có trả tiền để lấy bằng tiến sĩ về toán học vi tính ở đó. Chính trong môi trường này, cô đã đồng sáng lập JetLord, một công ty trí tuệ nhân tạo mà kết cục trở thành một chuẩn mực ở thung lũng Silicon và cuối cùng bán cho công ty khổng lồ PayPal. Sau đó, cô được đề nghị trở thành đối tác ở Deloitte, ở Tây Ban Nha khi mới 34 tuổi. Tuy nhiên, cô đã quyết định từ bỏ tất cả những thứ đó để theo Thiên Chúa. Trong bức thư gửi cho các đồng nghiệp, cô thừa nhận mình là người Công giáo, nhưng bấy lâu nay không đặt Thiên Chúa làm trung tâm. Cô nhận định, tôi đã sử dụng mọi tài năng mà lòng tốt vô hạn của Thiên Chúa chúng ta đã ban cho tôi, nhưng tôi sử dụng chúng vì vinh quang của chính mình và để tích lũy sự giàu có trên thế giới này. Tôi đã chiếm đoạt các hồng ân nhận được chỉ để tìm kiếm lợi ích cho riêng mình. Tôi đang tự lừa dối bản thân, không hề làm tôi hạnh phúc. Thái độ đó chỉ gây ra cho tôi sự chống trải ngày càng lớn thêm. Montserrat giải thích với những đối tác khác của Deloitte, tôi chìm trong nỗi khốn cùng, không biết phải làm gì với tất cả tội lỗi của mình. Tôi hiểu rằng Thiên Chúa đã tha thứ tất cả vì Người là tất cả mọi sự tốt lành và thương xót. Bây giờ tôi muốn bỏ tất cả để đi theo vị Thiên Chúa này. Đấng đã chinh phục trái tim tôi. Tôi sống một món nợ tình yêu, mặc dù tôi biết rằng về phần mình, món nợ đó sẽ luôn được trả. Trước khi xin lỗi đồng nghiệp về những lỗi lầm mà cô có thể đã làm đối với họ, người phụ nữ trẻ này đã tuyên bố rằng cô đã đưa ra quyết định quan trọng nhất và đồng thời là quyết định đơn giản nhất trong cuộc đời tôi. Tôi đã quyết định không hối tiếc, ngừng đầu tư vào tương lai trần thế của mình và bắt đầu đầu tư vào tương lai vĩnh cửu của mình. Vì tôi rời bỏ thế gian để phục vụ và làm theo thánh ý Thiên Chúa, nên tôi chắc chắn rằng Chúa nhân từ sẽ cung cấp nhiều hơn sự thiếu thốn của tôi với những thứ mà tôi để lại để đi theo Người. Đúng ra, tôi không rời khỏi thế giới, mà chỉ rời bỏ những thứ thuộc về thế giới. Tôi muốn dâng cuộc đời mình cho cầu nguyện và dâng hiến cho tất cả những người được Thiên Chúa yêu thương. Cô khẳng định như thế. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.